Có nhiều người hỏi tại sao Hồ Lý Tu cứ giỏi vậy, đẹp vậy mà cứ một mình hoài. Thì tôi nói là thời gian dành cho con bây giờ là rất là quan trọng với lại sự nghiệp. Tại vì sau ba cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, là cứ mỗi lần như vậy, trắc trở như vậy đó, là cái công việc nó lại bị chững lại. Lần đầu tiên với cái cuộc hôn nhân lần đầu thì người chồng anh chồng rất là vũ phu. Rồi ngay cái ngày mà cha ba của tôi mất á, thì anh cũng không có làm được cái, không có trọn vẹn cái bổn phận của một người con rể. Thì nhưng mà tất cả những cái, rồi đến cái ngày giỗ của ba cũng vậy, ngay ngày giỗ ba là tôi cũng không được đi về. Mỗi lần về thăm mẹ là bị đánh. Tại vì sau này mới biết ảnh có nhiều cô ở ngoài quá, ảnh sợ, mà ảnh lại gặp bạn bè học của Thu rất là nhiều, cứ mỗi lần đi là gặp, rồi lại gặp mẹ với em trai của Thu nữa, thành ra là không có cho về thăm gia đình hoặc là gặp bạn bè ngoài. Lúc lấy chồng là ở nhà giống như là từ ca sĩ trở thành một cô, là giống như một cô nhà quê không biết gì hết, chỉ biết sáng xách giỏ ra chợ, về nhà lo cơm nước giặt giũ ở nhà, không biết gì hết. Mỗi lần về thăm mẹ là bị đánh. Mà tôi nói trời, mẹ mình đâu có thể nào, phải chi xa xôi, đằng này quận nhất quận 10 đâu có xa đâu, mà cứ mỗi lần về là cứ như vậy. Rồi xong rồi cứ trong 2 năm trời cứ như vậy hoài, đến ngày mà giỗ đầu tiên ba tôi mất, rồi giỗ ngày đầu tiên anh không cho về. Rồi lần đó bị đánh mà đến nỗi cái ngón chân út mình đâu bao giờ mà mở ra gì được, mà lần đó là cái ngón chân út nó bị lật, nó bị ngang lật ngang qua chân to, như là sưng tím lên như là chân con voi vậy đó, không có mang dép vô được, là phải đi chân không. Rồi phải làm bộ là thôi giờ không đi nữa, ở nhà để cho anh đi làm, rồi với lúc đó với ẩm con đi về đó, đón xin lỗi về. Lúc đó là về đến ai cũng biết là bị đánh nhưng mà không dám nói. Khách khứa đông đầy nhà thì chỉ nói là bị té cầu thang thôi, chứ không có dám nói là bị đánh. Rồi cái lần đó là Thu mới quyết định là không có thể nào chịu đựng hơn được nữa. Nhưng mà không phải là muốn ly dị chia tay, mà chỉ muốn trốn về nhà người anh ở Đồng Nai, người anh hai, để mà cho chồng mình suy nghĩ lại rồi về sống lại để cho anh suy nghĩ. Mà không ngờ lần đó thì mọi chuyện nó đã đi đến giống như cái duyên cái nợ nó hết rồi đó. Thì ảnh càng ngày càng tệ hơn, rồi cuối cùng là phải chia tay. Đến cái gì xong đến 6 năm sau thì tôi với đồng ý lấy anh chồng Pháp này, mặc dù anh theo đuổi cũng lâu. Thì cũng nói là bây giờ, xưa giờ mình phải lo cho gia đình, thì bây giờ nếu mà có lấy chồng đi xa thì cũng phải có lo được cho mẹ, ít nhất là lo cho mẹ. Thì em lúc đó cũng bắt đầu vừa đi học vừa đi làm rồi, phải lo được cho mẹ. Thì anh chồng Pháp nói ừ được, tháng cho 200 đô. Thực ra 200 đô không có nhiều hết, nhưng mà mình nói thôi mình cũng không có muốn đòi hỏi, thôi cũng được, lo cho mẹ. Thì qua đó sống, từ một người đang làm ra tiền, phải nói là lúc đó giống như làm một, đi làm ô sin vậy. Đi qua không có ngờ cái anh chồng Pháp này, một người Pháp mà rất là tệ. Hoặc là anh chàng ta nghĩ là sợ mất mình nên bó buộc mình một cách về cái tài chánh. Vợ chồng mà qua đến nơi thì cứ mỗi tháng ảnh mở một cái tài khoản riêng cho Thu thôi, vợ chồng không có gì chung hết. Mà lúc đó thì Thu cũng không biết, thật thà cứ nghĩ là sao cũng được, tại vì mình không phải là người lấy chồng vì tiền mình. Thế là cứ bỏ 500 đô vào cái tài khoản riêng của mình, chỉ để đi chợ, tháng nào hết
bao nhiêu thì bỏ vô đúng để đủ 500 đi chợ cho nhà. Vậy đó. Thì thôi cũng được. Cuộc sống thì những cái chuyện khác chồng lo. Nhưng mà khi mà mẹ đó mỗi lần mà tháng nào mà bác Lý ở đây nhân viên của ảnh thì gửi tiền đến cho mẹ mình. Đằng này bắt mẹ phải đi lên công ty ngồi đó chờ. Rồi sao mẹ nói là cứ mấy ngồi trên công ty á, là nhân viên á, biết là mẹ ngồi đó cứ để nó ngồi. Ngồi cả buổi sáng mới ra đưa tiền cho đi về. Mẹ nói thì mình cũng có nói chuyện với ông mỗi lần cứ gây qua hay là ông nó muốn lấy tiền thì vậy thôi. Mình cảm thấy mình bị xúc phạm. Mẹ mình đó lấy chồng không lo được, không giúp để lo cho mẹ mà lại giúp giống như là bố thí cho mẹ mình. Cái thành mình cảm thấy giống như xúc phạm. Thì rồi trong cuộc sống có những cái nó cứ trắc trở, mình cũng ráng chịu được. Một là chọn lựa, hoặc là sống một cuộc sống là chỉ có biết ông chồng phát tiền chợ hàng ngày. Nhưng mà lúc đó thì mình lại vẫn lo được cho mẹ, cho con. Hoặc là mình phải chấm dứt cuộc hôn nhân này để mình phải lo cho con, lo cho mẹ. Cuộc thứ ba là cuộc hôn nhân thứ ba là phải nói là một sự bất ngờ. Tại vì khi mà Thu ly dị rồi thì lúc đó thì Thu với Mai con qua Mỹ luôn. Tại lúc đó là Thúy Nga lo cho tôi cái visa U1. Thì cái đó là một cái visa đặc biệt cho những người nổi tiếng. Thì con cái có thể học ở đó giống như là một dân cư Mỹ. Thì tôi mang xong, sau tất cả mọi chuyện kết thúc cái cuộc hôn nhân thứ hai thì tôi mang con sang Mỹ. Ở đó thì bắt đầu là ổn định cuộc sống ở đó để con đi học. Thì chân ướt chân ráo ở Mỹ mà. Thì có một anh chàng trẻ tuổi ở trong một cái khu căn hộ chung vậy đó, tới lui gặp gỡ ở giữa trong cái khu đó. Rồi anh chàng rất là ngọt ngào làm quen, rồi mời đi ăn. Xong rồi khi mà bắt đầu quen hẹn hò nhau đó, thì anh chàng rất là, những lúc mà Thu đi hát đó, xa đó chưa về kịp đó, là ở nhà ảnh lo lắng cho Phi Anh, đưa đón Phi Anh đi học, rồi nấu ăn cho Phi Anh. Thì Thu là một người nổi tiếng, không ai cũng nghĩ là kiếm một cái người giàu có để lấy, còn Thu không. Quan điểm Thu chỉ là một cái người chồng, hai vợ chồng cùng làm, hạnh phúc nhau là được, không cần giàu có gì. Thì thấy một người mà cũng có công ăn việc làm, ảnh lúc đó là nó làm cho một cái công ty mua bán xe hơi, rồi bán xe hơi về Việt Nam, mà lại rất là lo cho mình. Thu đã hai người chồng trước mình không có được cái chuyện đó, bây giờ có một cái người mà ngọt ngào lo lắng cho mình, rồi lo cho con mình, thì cái đó là mình đã cảm động rồi. Thì có một lần Thu bị té trật chân không có đứng lên được, thì gọi điện là anh chạy ra ngay. Ảnh bồng mình lên xe, rồi ảnh chạy về, ảnh ngâm nước nóng, ảnh lấy muối, ảnh bóp chân cho mình. Rồi ảnh chở đi thầy thuốc, bó chân cho mình. Những cái cử chỉ mà chăm sóc vậy là mình phụ nữ mà, mình cũng cần cái sự đó, chăm sóc đó. Thành ra là lúc đó thì Thu tưởng là lần này tôi tìm được người lý tưởng rồi. Thì quen nhau chỉ mấy tháng thôi, là ảnh hỏi muốn ngỏ lời muốn cưới. Là lúc đó tôi nhận lời ngay. Tại vì tôi nghĩ mình cần người đàn ông như vậy trong đời. Với lại bây giờ sống ở Mỹ cũng chân ướt chân ráo, không có rành rẽ gì hết, có người bên cạnh vậy. Thì tôi nhận lời. Lúc đó là lấy nhau là tháng 1 năm 2008. Thì tôi không có làm lễ cưới ở đó. Tôi chờ tháng 7 khi mà Phi Anh nghỉ hè thì mới về Việt Nam làm lễ cưới, tại gia đình toàn bộ ở đây hết. Thì trong thời gian đó thì đi qua đi về ở Việt Nam khoảng 4-5 lần để chuẩn bị cho đám cưới. Thì tôi không có ngờ là trong cái thời gian đó anh chàng lại có quen một cô gái khác ở đây. Mà thực sự sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi biết anh chàng này đến Thu, chỉ nghĩ là Thu là người ca sĩ nổi tiếng sẽ có tiền. Anh muốn tiền của Thu cũng phải làm như thực sự. Thì khi mà lấy nhau rồi anh biết là mình cũng không có gì hết. Thì cô gái kia là con một người cán bộ, có tiền,
thì anh quen cô gái đó. Có lần là ngay cái ngày đám cưới, ngay ngày đám cưới xong mà lễ cưới xong Thu về Thu ngủ đêm đó đó, thì anh nói là anh đám cưới anh chưa ăn gì hết, anh đói anh mệt nên anh chạy ra ngoài ăn em ngủ nhà nha. Thì Thu ở nhà Thu ngủ tại quá mệt rồi. Thì lúc đó anh chạy ra cái quán A Bủ, lúc đó là thường thường những người đi chơi khuya về á. Thì sau này Phương Thanh á có kể là ngay đêm đó anh bước vô ai cũng hỏi ủa cô dâu đâu mà chú rể đi đây một mình, thì anh nói là Thu mệt quá Thu ngủ rồi, anh đói bụng anh ra ăn. Sau đó khi mà ngồi xuống thì cái bàn sát với nhau, ảnh cầm phone này nói chuyện bà xã ơi bà xã hỡi á, thì mọi người tưởng là nói chuyện với Thu. Sau này hỏi tôi nói không, lúc đó tôi mệt nó ngủ liền rồi, tôi đâu nói chuyện Thu với anh nó đâu, là nói chuyện với cô gái kia. Thì sau đám cưới xong xuôi Thu về lại Mỹ được, đám cưới là giữa tháng 7, về tháng Mỹ không phải giữa tháng 8. Thì bạn bè bên này gọi điện qua, tại vì lúc đó anh nói là em về trước đi anh ở lại, anh còn công việc của công ty bên này, còn mấy cái xe chưa giải quyết xong anh ở lại. Thì Thu thì công việc là trên hết, thì nghe tin chồng đi về, về lo đi hát. Thế là ở đây anh dắt cô gái kia đi khắp nơi, anh lại giới thiệu cô đó là bà xã. Thì cái nhóm bạn thân mà giúp cho cái đám cưới, có một lần gặp ở ngay cà phê Window 4, thấy anh đi vô với cô gái kia ôm eo đưa đi vô, thì nhóm bạn mới chặn lại hỏi là bà Thu đâu mà ông lại đi một mình ở đây mà đi với nhỏ nào vậy. Thì ông nói là nhỏ này nó mê anh lắm, nó sẵn sàng bỏ tiền ra cho anh làm ăn. Thu không đồng ý thì anh về anh ly dị. Thế là bạn bè gọi qua kể, do lúc đó Thu đang trên đường đi Úc diễn, nghe muốn rớt từ trên trời rớt xuống. Nói trời, tại sao mới đám cưới con tháng, lễ cưới mới một tháng, còn cưới nhau mới được nửa năm mà, vậy là sao? Là lúc đó vừa đi Úc, lên máy bay diễn mà cầm phone gọi khắp nơi để tìm hỏi. Rồi gọi về hỏi ảnh thì ảnh đâu có đâu, anh đâu có gặp ai đâu, tụi nó xạo. Nhưng mà mình biết bạn bè mình lo cho mình, đương nhiên là ảnh đâu có cho, ảnh đâu có nhận. Thành ra là thôi cứ âm thầm tìm hiểu. Xong rồi sau đó diễn xong cái chuyến bay ở Úc thì bay vô Việt Nam để tôi tìm. Tôi cứ lẳng lặng tôi đi tìm, gặp những người mà làm ăn với ảnh, hỏi cho ra cô gái kia. Thì cuối cùng tôi tìm được cái số phone cô gái đó. Cô đó ở Hà Nội. Tôi gọi điện thoại tôi nói chuyện, nói chị là vợ của ông Vinh, em ngưng cái cuộc quan hệ này lại đi, chị là vợ. Cô đó nói thẳng với chị luôn, tùy anh Vinh chọn. Nói là nói chuyện bao nhiêu lần trên phone để mà thuyết phục cô đó là anh Vinh đang có vợ, cô đó vẫn bất chấp. Rồi anh Vinh thì cứ chối, rồi cứ không có chịu về nhà. Về nhà đừng từng là lại bay vô Việt Nam, nói là công việc của anh nhiều việc nó không phải vô. Thì cứ như vậy thì đến tháng 11 thì Thu mới quyết định là ra tới Hà Nội tìm người đó. Thì cái lần đó Thu đi thì có mấy người, mấy anh bạn, mấy anh là công an. Mấy anh bảo em mà đi một mình, dân Hà Nội dữ lắm, không được đâu. Để anh gửi cho mấy người bạn ngoài đó. Rồi đi ra rồi có đi tìm thì mấy anh dắt cho đi. Thì cũng ráng cố gắng đi tìm, thuyết phục phục chồng về, với lại nghĩ là mình gặp mặt cô đó thì cô đó sẽ suy nghĩ lại. Mà không ngờ ra đến nơi kết cục đó là anh chàng này trước mặt cô đó rất là tàn nhẫn. Hỏi Thu mày muốn gì? Mày tao, mày muốn gì? Mày muốn ly dị hay mày ly dị? Mình đưa giấy đây tao ký cho. Đó, đâu còn gì nữa. Mình đã ra tới nơi tìm như vậy rồi, cố gắng hết sức. Thành ra là đêm đó gặp hai người xong về nằm khách sạn khóc, gọi bạn bè nó thôi lại cố gắng tới đây hết, không còn níu kéo gì được nữa. Và bay về Mỹ lại. Thì sau đó nửa năm thì tôi làm giấy tờ tự ly hôn một mình ở Mỹ, thì anh chàng vẫn ở Việt Nam. Nghĩa là ba cuộc hôn nhân mình đã cố gắng hết sức.